Trở lại sau loạt trận quốc tế, Man United gây thất vọng khi chỉ có được một trận hòa một đều trước Brentford. Kết quả khiến Man United thêm bất lợi trong cuộc đua top 4. Man United hiện đang kém đội xếp thứ 5 là Tottenham Hotspur 8 điểm và kém 11 điểm so với đội xếp thứ 4 Aston Villa. Điều đó đồng nghĩa cơ hội giữ Champions League mùa tới ngày càng thu hẹp với đội bóng thành Manchester. Bản thân Erik ten Hag tỏ ra rất bực bội và đổ lỗi cho các cầu thủ. Chúng tôi chơi không tốt nhưng có tinh thần chiến đấu nhưng chưa đủ. Lẽ ra chúng tôi phải tận dụng cơ hội tốt hơn. United có nhiều cầu thủ đẳng cấp, tất cả phải cùng nhau đứng lên và chịu trách nhiệm về kết quả này. Townsend-Spohr, Sir Jim Ratcliffe đã theo dõi trận đấu và không ấn tượng về cách chơi của Man United. Vị tỷ phú người Anh một lần nữa không hài lòng với chiến thuật nhạt nhẽo của Erik ten Hag. Trước đó, ông đã rất bực tức khi Man United đã thua Fulham 1-2 trên sân nhà. Sir Jim Ratcliffe cho biết triết lý của ten Hag không phù hợp để phát triển câu lạc bộ bền vững. Tỷ phú người Anh chưa đưa ra quyết định sa thải ten Hag nhưng rõ ràng huấn luyện viên người Hà Lan ngày càng mất điểm trong mắt ban lãnh đạo. So với những mùa giải trước, Manchester City lâu lắm rồi mới lại đang thất thế nặng nề trong chặng đua nước rút. Một trong những lý do dẫn đến điều này đến từ thành tích không tốt trước các đối thủ trong Big Six. Trước trận hòa với Arsenal, Man City đã để thua trước chính câu lạc bộ này ở trận lượt đi. Man City hòa Liverpool với cùng tỷ số 1 đều trong cả hai lượt đi và về. Ngoài ra, họ cũng không thể đánh bại được Chelsea trong cả hai trận đấu, dù đối thủ này trải qua một mùa giải bế tắc. Ở lượt đi, Man City đã hòa Chelsea 4 đều. Lượt về, họ phải rất khó khăn mới giành được một điểm với kết quả hòa 1 đều. Man City cũng đã hòa Tottenham Hotspur 3 đều ở lượt đi và còn một trận lượt về với đối thủ này để cải thiện thành tích đối đầu với Big Six. Đối thủ duy nhất mà Man City có thể thắng trong nhóm Big Six đến lúc này là Man United. Hai chiến thắng của Man City lần lượt có tỷ số là 3-0 và 3-1. Trong kế hoạch xây dựng đội hình Man United hướng đến mùa giải mới, Sir Jim Ratcliffe rất muốn có chữ ký của Joshua Kimmich. Những nguồn tin từ Đức và Anh cho biết, người đại diện của Man United đang nỗ lực đàm phán với Bayern Munich. Theo Sky, Man United không nằm trong nhóm những sự lựa chọn ưu tiên của Joshua Kimmich. Mặc dù vậy, câu lạc bộ nước Anh vẫn không từ bỏ ý định chiêu mộ tiền vệ 29 tuổi. Team Talk tiết lộ, Kimmich hiện đang là mục tiêu hàng đầu mà Sir Jim Ratcliffe muốn tăng cường cho đội hình của Man United. Trong khi đó, những nguồn tin tại Đức cho biết, Man United sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng cao cho Bayern Munich, dự kiến là 50 triệu euro như yêu cầu của Bayern. Đây là con số mà các đối tác không sẵn sàng chia ra. Hợp đồng giữa Joshua Kimmich và Bayern Munich có thời hạn đến mùa hè 2025. Mức lương sau thuế mà anh đang nhận là 11 triệu euro một mùa. Man United hứa hẹn sẽ đưa Kimmich vào nhóm những cầu thủ nhận lương cao nhất tại Old Trafford cùng với Varane và Casemiro. Bên cạnh thương vụ bom tấn Joshua Kimmich, theo Football Transfer, Man United sẽ thử nghiệm chiến lược chuyển nhượng mới của Sir Jim Ratcliffe với hai ba hợp đồng miễn phí là Ross Barkley và Tosin Adarabioyo. Cristiano Ronaldo ghi 4 bàn sau 3 trận vào tháng 3, trong đó có cú hat-trick để giúp Al Nassr có được chiến thắng 5-1 trước Ante vào cuối tuần qua. Với màn trình diễn phi thường của mình, Ronaldo được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Saudi Pro League. Với việc 3 lần đưa bóng vào lưới của Ante, thì đây là cú hat-trick thứ 34 trong sự nghiệp của Ronaldo kể từ khi anh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Mặc dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần, nhưng huyền thoại người Bồ Đào Nha vẫn đang duy trì phong độ rất cao ở hiện tại. Ronaldo hiện đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới tại Saudi Pro League với 26 bàn. Nếu giữ vững vị thế này đến hết mùa giải, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu vua phá lưới ở 4 giải vô địch quốc gia hàng đầu khác nhau. Ronaldo hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ duy nhất giành vua phá lưới ở 3 trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A. Mùa 2020-2021, khi khoác áo Juventus, Ronaldo đã có được 29 bàn thắng qua 33 trận, trung bình 0,9 bàn mỗi trận. Cả số bàn và hiệu suất, Ronaldo đều dẫn đầu giải đấu. Những tin đồn xoay quanh tương lai của Alexander Isak đang được dấy lên trong bối cảnh Newcastle cần phải cân bằng sổ sách để đáp ứng những quy định về tài chính của Premier League. Tuy vậy, sau màn trình diễn ấn tượng của Alexander Isak, huấn luyện viên Eddie Howe tuyên bố Newcastle sẽ không bán tiền đạo này. Isak là một tài năng rất nổi bật và không có ai yêu mến Newcastle lại muốn mất cậu ấy cả. Isak chơi rất ấn tượng vào hôm thứ Bảy. Cậu ấy không ghi bàn từ tình huống mở, nhưng hai quả penalty đều cực kỳ chuẩn. Màn trình diễn tổng thể của cậu ấy quá đỉnh. Isak có khả năng liên kết sức mạnh của toàn đội. Cậu ấy đang đạt thể trạng tốt nhất vào thời điểm này. Alexander Isak được liên hệ với Arsenal trong thời gian gần đây. Đội bóng phía Bắc London mong muốn tăng cường sức mạnh cho vị trí tiền đạo vào mùa hè. Giám đốc thể thao Edu đã lên danh sách 10 cái tên để lựa chọn vào mùa hè tới. Alexander Isak là một thương vụ khó thực hiện.
anh còn hợp đồng với Newcastle đến năm 2028. Giá trị chuyển nhượng của tiền đạo người Thụy Điển lên đến 70 triệu euro. Khả năng Isaac cập bến Arsenal đang được đánh giá rơi vào khoảng 6%. Ngoài Isaac, Arsenal cũng đang nhắm đến nhiều tiền đạo hàng đầu ở châu Âu như Victor Osimhen hay Ivan Toney. Theo ký giả David Ornstein của tờ The Athletic, Mauricio Pochettino sẽ được Chelsea giữ lại ít nhất là cho đến hết mùa giải. Quyết định này được đưa ra dù Chelsea gặp nhiều khó khăn và đang xếp thứ 11 tại Premier League. Cuối tuần qua, Chelsea đã gây thất vọng khi để Burnley cầm hòa ngay tại Stamford Bridge. Chelsea chôn chân ở vị trí thứ 11 và cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới ngày càng xa vời. Đội bóng phía Tây London vẫn còn cơ hội giành vé dự cúp châu Âu nếu như có thể vô địch FA Cup, nhưng họ sẽ phải gặp một ngọn núi rất lớn là Man City ở bán kết. Những tin đồn trước đó cho rằng các cầu thủ Chelsea đã yêu cầu câu lạc bộ sa thải Pochettino. Sự bức xúc đã bị đẩy lên đỉnh điểm sau trận hòa trước Burnley. Tuy nhiên, ký giả David Ornstein khẳng định không có sự nổi loạn nào trong phòng thay đồ. Kết quả của Chelsea ở mùa này tệ hơn so với mùa trước khi họ trải qua đến 3 huấn luyện viên khác nhau. Mặc dù vậy, Topoli và ban lãnh đạo không đưa ra quyết định vội vàng về tương lai của Pochettino, Chelsea sẽ chỉ nhìn nhận và đưa ra quyết định cuối cùng sau khi mùa giải kết thúc. Bùi Hoàng Việt Anh bày tỏ sự đau lòng khi phải chứng kiến cảnh người hâm mộ có mặt trên sân Mỹ Đình tẩy chay huấn luyện viên Philippe Chuzier. Sau trận đấu trong phòng thay đồ, thầy đã cảm ơn anh em nỗ lực đến giây phút cuối cùng. Nhìn thầy rất đáng thương. Lúc hết trận, chúng tôi đi sau nhìn thấy người hâm mộ phản ứng rất dữ dội. Tôi biết là ông ấy rất tâm huyết nhưng thất bại vừa rồi không thể nào bào chữa. Có những ngày chúng tôi ra sân tập chỉ có 2 tiếng thôi. Ông ấy còn tập 4-5 tiếng với nhóm cầu thủ U23. Ông ấy rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, Bùi Hoàng Việt Anh cho biết những thất bại của Việt Nam trong thời gian qua không phải lỗi hoàn toàn của Philippe Chuzier. Cầu thủ đang khoác áo công an Hà Nội nhận lỗi về mình sau chuỗi kết quả bết bát. Lỗi không hoàn toàn ở huấn luyện viên đâu. Cá nhân cầu thủ chúng tôi chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các cầu thủ vào sân đều là những cầu thủ tốt nhất của Việt Nam hiện tại. Anh em chưa thi đấu đủ lâu, đủ tốt để giành chiến thắng, nên lỗi của huấn luyện viên chỉ là một phần. Mục tiêu sắp tới của chúng tôi là phải cố gắng cải thiện từng ngày một. Việt Nam còn 2 trận ở vòng loại thứ 2, rồi AFF Cup vào cuối năm. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để phục thù.